Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái sự kiện trò chơi Kayo Fail của Haze này. Và hôm nay mình đã chụp được một cái, đó chính là Battle Box. Và mình sẽ làm cái cách đi bằng cái trực thăng cho các bạn xem ha. Và chơi cái cách để mở cái trực thăng này mình đã nói trong cái thời Intel, thì các bạn có thể ấn vào cái thẻ này để các bạn có thể xem lại ha. Và ở cái lối vào thì nó hơi xa một xíu, nên là mình sẽ chọn cái lối mà sound drop này, để sau đó thì mình có thể đi ra main dock để mình loot ha. Đó, mình chọn main ray thì lối ra của mình là main dock ha. Để mình ra main dock mình còn loot. Và ngày thì vũ khí hôm nay mình đem đi đó chính là aggressor nha các bạn. Đó, và có suppression. Và thuê grill thì mình đã thuê hết rồi. Ok, mình tiếp tục đi thôi. Ok, thì mình chọn lính đi cho nó ấy. Cool. Ok, đi thôi. Approaching the target. If you're not too busy back there, I'd start getting ready. This place is like home from home now, huh? Okay, pilot will give you green light once you are in position. Good luck. Bạn có thấy một cái vùng màu đỏ đó không? Thì đó chính là air defense của compound đó các bạn. Well, the drop's coming up. Shake it off. Let's try it this way. Repel out of this chopper before it gets blown to pieces. Got it, got it. Break a leg. Yeah. Remember, cameras everywhere. Almost like Mr. Rubio feels a little paranoid sometimes. Mr. Rubio! Okay, time to focus. Things have been easy so far. Inside that compound, they will not be so simple. If things get out of control, stick to the main objective. Get into the vault. That's the last checkpoint. You're almost there.
Good, side gate. Yes, I believe you know your way around. Next up, we go downstairs. You're in the area where Mr. Rubio's personal bodyguards operate. These men will know every soldier under their command. No disguise will fool them. It would be rude not to check the safe, I think. Sí, anda por aquí. Lo vi hace un rato. There will be many locked doors in Mr. Rubio's house. Worth looking for keys, I think. Another fingerprint scanner here. Okay, standard procedure with the tool. Cycle through the fragments and match them up to the target print. OK, ở đây thì khi các bạn mà mở khóa ra thì Pavel sẽ gửi cho các bạn một cái mã, thì 567707 là cái mã của mình. Thì đối với 50 mà 50 trở lên thì các bạn ấn nút S để các bạn chọn 567707. Đó, đó này. Mà khi các bạn hack fail cái này một cái là nó sẽ báo động các bạn. Nên là các bạn cẩn thận. See the bonds? You know, it is kind of us to be showing Mr. Rubio the flaws in his security. Again. We are out of the compound, and judging by the radio chatter, they have no idea they've been hit. Now get off that island! You better... Our GPS should have the location of your extraction point at the main docks.
once ran mission at nuclear reactor. Everything went smoothly until we realized how heavy is a brick of plutonium. Very heavy. Take my advice. You need to run fast. Pack light. Ở đó mình lấy cái dây móc để cái hé sau mình đi thì mình có thể dùng nha các bạn, để mình không cần lấy nữa. Ok, video của mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn ở video sau nhé. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.